thì cái điểm nhấn, đấy, cái sự khác biệt của cái điểm này chính là cái mặt bằng. Đấy, thì bên mình đã xử lý giúp anh. Đấy, và cùng bàn bạc đưa tới cái quyết định để đặt cái vị trí đầu lưng ra cho thích hợp và phù hợp nhất. Xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của công ty Uli Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm của thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, để lắp đặt và bàn giao toàn bộ trang thiết bị máy móc, hóa chất dụng cụ cho anh Tình, chủ của trung tâm chăm sóc xe hơi. Thì hiện tại trước đây là với cái mặt bằng là nhà anh có một miếng đất là rộng 7 mét, hơn 7 mét một chút. Thì hiện tại đã có hai cái nhà được dựng lên tầm cách đây 20 năm rồi. Đấy, thì với cái nhà lớn thì là diện tích là mặt tiền 4 mét và nhà nhỏ bên tay trái thì là diện tích là 3 mét. Đấy, thì hai cái nhà này thì xây cách nhau khoảng độ 2-3 năm gì đó, cách đây 20 năm rồi. Thì mặt bằng này thì cũng rất khó để xử lý, nhưng mà bên mình đã đưa ra giải pháp. Đấy, bàn bạc với khách hàng để đưa ra một cái giải pháp để lắp được cầu lông một trụ. Đấy, hiện tại ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, hiện tại bây giờ đây là cái cầu rửa xe duy nhất. Đấy, chính như vậy là anh chủ, anh Tình rất là tâm nguyện để mở một cái xưởng rửa xe tại nhà để lắp được cầu lông một trụ. Tất nhiên là với cái diện tích như này thì làm chắc chắn là nó sẽ hơi vướng một chút. Đấy, nhưng mà lắp cầu đấy, thì vẫn nằm trong diện tích thoải mái để mình làm được. Đấy, thì anh chị em có thể thấy là đường xá này, thì hướng này là hướng về thành phố Hà Giang qua cổng trời Quản Bạ. Đấy, hướng này là hướng đi lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú. Thì đây là trung tâm của thị trấn. Hiện tại bây giờ anh em kỹ thuật bên công ty đã lắp đặt toàn bộ cầu lông, trang thiết bị máy móc và vị trí, chạy toàn bộ đường hơi ra các đầu chờ. Và hiện tại bây giờ anh em đang hướng dẫn khách hàng về cách vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy. Anh chị em hãy cùng với mình vào bên trong nhé, thì xem những cái trang thiết bị mà bên mình cung cấp cho anh nó gồm những cái trang thiết bị gì. Thì những cái bộ như thế này thì bên mình lắp rất là nhiều rồi, cực kỳ nhiều. Về cái tài chính thì nó khoảng độ tầm 200 triệu quay đầu. Cơ bản gồm có cầu lông một trụ này, hệ thống tay quay này, bình bọt này, máy hút bụi này, máy rửa xe Mazuli của Ý này, rồi là máy nén khí nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, và toàn bộ trang thiết bị hóa chất dụng cụ, sản phẩm cho xe hơi 3D của Mỹ. Thì một bộ như này thì với giá thành khoảng độ tầm 200 triệu quay đầu. Thì anh chị có những cái máy móc chất lượng. Cái điểm quan trọng của một cái trung tâm, một cái xưởng rửa xe là cái máy rửa xe là quan trọng nhất. Đấy, chính vì vậy là anh đã lựa chọn cái máy rửa xe Mazuli của Ý, rất là bền bỉ. Bên mình đang và đang phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Đấy, sử dụng rất là bền, êm ái, tiết kiệm điện. Còn đây là cái cầu lông một trụ, hiện tại đã lắp xong và khóa củ cầu. Thì ngày mai, ngày kia thì anh sẽ hoàn thiện nốt cái mặt bằng. Thì tuần sau bên mình quay vào đi lên để hướng dẫn anh về cách rửa xe, rửa máy, do nội thất, chăm sóc ngoại thất. Thì anh chị em nào có nhu cầu mở trạm rửa xe, chăm sóc xe thì hãy liên hệ với bên mình để được tư vấn, bố trí, set up mặt bằng. Thì cái điểm nhấn, đấy, cái sự khác biệt của cái điểm này chính là cái mặt bằng. Đấy, thì bên mình đã xử lý giúp anh. Đấy, và cùng bàn bạc đưa tới cái quyết định để đặt cái vị trí cầu lưng ra cho thích hợp và phù hợp nhất. Đó, thì với cái lòng trong là 4 mét, thì cái cầu lưng mình sẽ dích về bên phía này trụ cột này một chút. Mình có thể đứng ở phía bên này, mình vẫn có thể làm thoải mái được. Đấy, bên kia vẫn có không gian để mình đi lại là.
thì anh em kỹ thuật đang lắp hệ thống tủ điện này, chạy dây lên hệ thống tay quay. Đây là hệ thống tay quay 360 độ, máy hút bụi, rồi là sản phẩm tao lốc xe hơi 3D của Mỹ. Đấy, thì mình đã bàn giao toàn bộ cho anh. Hôm tới này mình sẽ hướng dẫn cho anh cách thức vận hành đầy đủ hết. Đây là mặt bằng đường xá đi lại. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.